Xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người một bộ ấm trà của nghệ nhân Tô Thanh Sơn Bát Tràng Việt Nam. Bộ này là bộ quả hồng, men là men màu nâu đất, men lì. Một bên là hình ảnh. Dung tích ấm là 400 ml nhé, dung tích ấm là 400 ml. Chén miệng là 6, chiều cao là 4, đĩa lót là 9,5 x 9 đĩa lót chén ấy. Cái men này thì chúng ta nhìn thấy nó như là đất ấy. Nó sẽ hơi lì lì nhá, chứ nó không phải là bóng nhẫy, nó sẽ hơi lì lì. Đây là hình ảnh chuyện của nghệ nhân này, nó nổi gồ rất là cao nhé. Đây là hình ảnh một bông hoa đào ở bên này. Một bông hoa đào ở bên này. Đây là dưới đáy. Dung tích ấm là 400 ml. Cái này thì nhìn nó như là, nếu mà để nói là nhìn nó như là màu đá, nhìn nó như là một cái cục đá. Đây, độ dơ của nắp nhé, rất là khít nhé. Bên trong lòng này của nghệ nhân sẽ rất là dày dặn nhé. Độ nghiêng này, chúng ta nhìn cái độ nghiêng nhé, nắp rất là khít. Độ nghiêng của nắp này chúng ta nhìn này, nghiêng 90 độ mà nắp vẫn giữ nguyên này. Tất cả những cái bộ ấm trà của nghệ nhân Tô Thanh Sơn thì rót nước, dòng nước ra đều là rất là mượt nhé. Đây là chiếc chén này. Chén bên trong là màu men của nó, cũng là màu vàng nâu. Cũng là men lì nhé, cũng là men lì. Bên ngoài đây, nhìn cái men của nó đây, dưới đáy. Và tất cả những sản phẩm của nghệ nhân Tô Thanh Sơn thì đều có truyện hình ảnh, logo là con chuồn chuồn nhé, để chúng ta nhận diện cái thương hiệu. Đây là chiếc đĩa lót này. Và tất cả những sản phẩm này chúng tôi đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xếp mẻ thì mới nhận hàng, thế nên là mọi người yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Màu sắc của sản phẩm là màu bền vĩnh cửu, không sợ phai mờ, xuống màu, màu bền vĩnh cửu nhé. Đây là chiếc lót của ấm này. Mọi người có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm khác ở trên kênh nhé. Vào kênh, truy cập vào kênh để xem thêm những cái video mình làm từ chi tiết nhất, và để cho mọi người xem cùng hiểu nhất về những cái sản phẩm bộ ấm trà của Bát Tràng. Men này cầm thì nó sẽ có cái độ ma sát bám tay cao, nó không quá bị trơn trượt. Đây là cốc tống này. Cốc này chúng ta tráng trà, chúng ta đổ nước thừa vào đây, hoặc là chúng ta sẽ rót nước trà vào đây, sau đó rót ra từng chén, không phải rót từ ấm qua nữa. Này nó có hai công dụng. Đây là gạt tàn thuốc này. Đó, chúng ta có thể mua một ấm 6 chén 7 đĩa cũng được, mà mua cả một bộ phụ kiện đầy đủ cũng được nhé. Và tất cả chúng tôi đều bán rời bán lẻ hết nhé. Tất cả đều bán rời bán lẻ hết. Rơi vỡ gì cũng đều có đồ để thế, thế nên là mọi người yên tâm, không sợ về vấn đề là không có đồ thế vào khi sản phẩm bị rơi vỡ nhé. Ví dụ như mọi người muốn mua một bộ xong rồi mua thêm chén đĩa lẻ đều được hết. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.